Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2 phiên bản Trung Quốc. Và đây là mình một cái ải mới và mình đã quýnh lên tới số 9 luôn rồi. Và các bạn hãy cùng mình là đi. Đầu tiên là chúng ta bay vô, tôi mở cái rương để xem có cái con hoa quả nào mới ra mà mình gọi là mình chưa có không. Lấy về làm video liền, tốc độ luôn. Ok, wow. Có một... Ôi không phải, con này có rồi. Mình nhìn lộn, mình nhìn tưởng là cái con kia mình chưa có. Nhưng mà mấy con này mình có rồi. Ok. Để thử lại xem sao. Na 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 na. Ok, cái cây này nhớ mình cũng có rồi thì phải. Coi nào, đây cái món gì hấp dẫn đây. Ồ, cái này là con nhát ma nè. Dưa hấu đóng băng. Ok, thôi mở hai cái rương thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chui vào chiến đấu. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Vì ngày nào mình cũng làm video hết. Và mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ giúp cho mình. Ok, và bây giờ HNT Channel đã xuất hiện rồi. Một cái tên là rất là hấp dẫn luôn đây. Một tên, cái tên khá là đẹp. Wow, bây giờ thì cái này là mình không có chọn được, con các bạn nó chọn sẵn cho mình. Và chúng ta đang chiến đấu ở chế độ là trời mưa gió bão bùng. Rồi tới thui luôn. Tắt đèn rồi, đứa nào chơi tắt đèn kỹ và mở đèn lên cái. Ôi lộn, này là do mưa sấm chớp cho nên là bị tắt đèn các bạn. Rồi giờ sao quánh. Tới thui thùi lùi rồi. Tới thui thùi lùi rồi sao quánh đây. Nó chơi gì mình căng mình quá ta. Ok. Bây giờ không thấy đường rồi, giờ quánh sao đây. Sao không thấy đường vẫn đặt được. Ok, mình chơi khô máu với mấy con này luôn. Giờ không biết nó đang hẹn, nó đang quánh gì trong đó. Tới thui lùi rồi. Đây, đặt ở đây một cái. Ok, kệ, có tiền cứ việc đặt. Có tiền, có điều kiện cứ việc đặt. Trời dở mang quá, ngồi chơi mình chơi tắt đèn. Nhỏ có cái đèn gọi là cái ánh sáng, gọi là ánh sáng của người ta mà nó chơi nó tắt. Tắt cái thui bên trên luôn, mình thấy gì mà quánh. Mà không sao, không thấy đường quánh được, gọi là quánh lại. Hồi nó chui vô nhà mình, nó ăn tươi nuốt sống, mà nào mình không hay luôn á. Dạ làm sao để cho nó trả đèn lên, để nó chế ghê luôn. Thôi kệ. Coi như là mình... Ê, 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 cái con zombie nó gần vô nhà là bậy. Bánh sát tôi, giả bao hiếp tôi à. Nó chơi nó tắt đèn vậy đó các bạn, mà mình đâu có thấy đường đâu mà mình ấy. Mình không thấy đường thì không có vô nó quánh mình. Đó, sấm sét, sấm chớp gì từ đưa hộp dưa hết. Đây chúng ta cái việc gọi là tốc độ mà đặt đồ đi. Đặt đại đi. Đây. Làm sao mà mấy sao win là được. Mọi chuyện là không cần quan tâm nhiều, chỉ cần quan tâm một điều đó là phải làm sao mà đặt tốc độ ra. Bây giờ nó chơi cái chế độ là che cái màn hình luôn nữa. Che cái màn hình vậy thì quánh làm sao mà quánh đây. Ok, mình sẽ sử dụng tiền kêu luôn. Chờ nó sáng đèn luôn coi. Ta nghe thần chữ. Xong, có mấy con chết rồi. Trong bóng tối tụi nó vẫn quýnh các bạn. Trong tối tụi nó vẫn quýnh ầm ầm luôn, chứ phải là tụi nó không quýnh. Đây. Mày hả bởi mình, mặc dù không thấy gì mà vẫn chơi tiền kêu được. Ok. Giá cây mình còn đầy nhà luôn, chứ dám giỡn với mình hả? Mình lên được 2000 mặt trời rồi nè. Giống như mình hả? Xem nó chịu nổi với mình không. Mày là nhắm mắt đặt luôn á. Ok, nó ăn mình kìa. Có một con zombie thôi mà nó lết vô tới túc bên trong luôn sao. Đâu rồi, hiện lên đây. Mày thằng bự. Dắt cái cây này ra xử nó thôi. Tôi mình chịu nổi với mình không. Tại sao nó chán cái màn hình của tôi tới thu vậy nè. Ok, xong rồi. Đổ mồ hôi hộp luôn các bạn ơi, không biết là chiến thắng hay thua mà nó cứ tắt màn hình, nó hiện tắt màn hình nhìn mỏi mắt luôn á. Cuối cùng này cũng xong được cái ải đó. Ok, và bây giờ chúng ta tiếp tục lết vô thôi nè. Quánh tốc độ luôn rồi. Ok, và bây giờ chúng ta có năm cái hoa mặt trời ở đây. Xem mình xem còn cái con nào mới mà chưa làm không. Hết rồi, hình như là con nào mình cũng làm video hết rồi các bạn ơi. À, con ông già này là chưa nè. Ông già này là chưa cho nên là đẩy nhỏ này vô lấy ông già này ra. Ok, xong.
Và bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu thôi nào. Na 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 na. Ok, đặt cái bông này vô ha mặt trời chắc là nó sẽ sinh ra nhiều ha mặt trời hơn. Quái rồi, mình có cái con này rồi. Mình có cái con gọi là nhát ma này. Mày cái bưởi coi con zombie nó nhát ma con zombie. Xong, nhát xong con zombie chết luôn. Nổ. Đùng một cái nào. Không nổ ta. Đùng. Nó phải nổ vậy mới được chứ. Cho ông già này ra đứng quẹt quẹt coi. Ông già này chắc phải cần tốc độ mới được. Nó ông già này là đóng băng thần trưởng rồi. Ông già này xài chiêu đóng băng các bạn ơi. Súng 6 nòng. Nó zombie có súng 6 nòng là nó xay bắn các bạn, rất là đẹp luôn. Wow, bây giờ tụi nó bắt đầu tấn công rồi các bạn, tấn công diện rộng luôn. Để mình nhát ma thần trưởng nè, cây hoa quả nè, ông già đóng băng nè. Ok, cản đường luôn. Oh my god, tụi nó đang dập vô bông của mình. Súng bắn đâu, nó bắn hơi cơ vậy đó, nó mới sợ, mà nó cũng không sợ nữa. Rồi, nó xúc tài thiên mà nó dục nữa rồi. Ok, nó đang xúc tài thiên mà nó dục nữa các bạn ơi. Tình hình này căng thẳng quá. Nó là mình đang bị gọi là bị quánh tay tu tay tả luôn rồi. Ma mặt trời của mình yếu quá. Ô, nó gần vô nhà mình rồi. Rồi. Nhát ma nè. Ok, cứ từ từ, mấy bạn này nóng quá. Mấy bạn này manh động quá các bạn ơi. Ơi, anh bạn này lết vô nhà mình nữa rồi. Ok, cứ từ từ, không có gì phải vội vàng hết. Mà mấy bạn này vội vàng quá là mình cũng vội theo luôn. Đây, xuống đây. Xử, đúng rồi, bắn tới vậy nó mới được. Để mấy này nó gọi là nó chế mình quá mà. Súng thần công của mình, tại sao nó đông dữ vậy nè. Súng thần công của mình đâu rồi, bắn đây. Ok đây, nó bắn đây. Te tua tơi tả luôn. Và bây giờ thì zombie còn lại có mấy con thôi các bạn ơi. Mình thì hết tiền, zombie còn mấy con vậy ok rồi. Đó, cho tài thiên giết hai con này nữa là xong hết phim. Bộ phim của chúng ta lộn cái tập này hết thôi, chưa hết phim. Phim còn bộ nãy tiếp theo nữa mà. Từ từ, không gì phải vội vàng nha. Xong, cuối cùng chúng ta cũng đã gọi là lê lớp mà vượt qua được cái ải này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chui qua cái ải tiếp theo là cái ải số 10. Không biết cái thử thách tiếp theo của chúng ta là cái gì đây. Có con mũi luôn. Zombie này nó bá đạo thiệt luôn á các bạn. Đúng là mỗi màn mỗi cảnh là mỗi cái khác liền. Bây giờ zombie nó có con mũi nó giác zombie kìa. Giờ mình buộc phải sử dụng những cái gọi là bí quyết thôi. Đó, bí kíp. Phải sử dụng tới bí kíp, không thể nào mà chơi thường được. Chơi thường là bị nó quýnh banh sát hết. Đây, cái bông này rất là tuyệt vời luôn. Rồi xong. Thầy Thiên, đẩy Thầy Thiên vô luôn để lấy cái cây đóng băng này ra chơi. Ok. Còn một cái cây nữa. Làm sao nhét cái thằng này vô đây. Đổi con ma này vô. Rồi xong. Đây là những cái con gọi là bí kíp mạnh của mình. Mình sử dụng nó để đi chiến đấu mới ok được. Đó, tốc độ luôn. Tốc độ nhanh lên nào. Ok, mà bây giờ chúng ta sẽ gọi là xây cấp tốc luôn mới được. Xây thường thường quá là không được nữa rồi. Ok, cho con nàng sao gọi là hoa năm cánh này nó đứng và nó bắn rồi. Đó, xây cái ngôi sao này ra rất là lợi, có lợi luôn các bạn ơi. Nó chỉ cần nó nằm một chỗ và nó bắn vô phim hồng kông luôn. Và chúng ta sẽ cần những cái thùng lửa này. Những cái thùng lửa này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt trong cái việc gọi là biến những cái viên đạn của chúng ta thành những cái gọi là lửa. Na 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 na. Rồi nó ngồi nó ăn luôn rồi. Nó ăn luôn cái thùng lửa của mình, chết rồi. Tình hình không có gọi là tươi tắn cho lắm. Mày hả bưởi, giống như ngôi sao của mình hả bưởi. Ok, có tiền là có hàng. Đây rồi, xem sức mạnh đây. Mũi hả mũi, con mũi nào mà chống nổi với cái súng 6 nòng của mình. Rất là thú vị luôn đây các bạn ơi. Xem thật sự cái con này. Ok. Nó ăn cái con gọi là bông của mình rồi. Ăn hả bưởi, cho bưởi thấy gọi là cái sức mạnh của đóng băng nè. Đây, dán cho mình cây đóng băng để ở đây nữa. Và chúng ta cần đây rồi, một cái thùng lửa, bự chà bá luôn. Bắn lửa, nó bắn hơi vậy mới được. Ok,
hơi bị căng thẳng đây các bạn ơi, gọi là mình gọi là đang bị tấn công dồn dập luôn. Mấy cái con mũi này nó giác mấy con zombie bay vô phi đồng công vậy, chạy nhanh quá, đây là quá nhanh quá nguy hiểm luôn chứ. Đó, xem đây, súng đại bác bắn đây, súng này mà bắn là khổ chơi luôn á. Để cái thùng lửa phía trước là nó biến mọi cái viên đạn của mình nó biến thành màu vàng hết các bạn ơi, biến thành lửa hết. Ok, bây giờ tụi nó đang dồn dồn gọi là tổng lực tổng tấn công là mấy cái bự tổng hả, bao nhiêu thằng ra là bắn banh xác hết luôn á. Đây, hãy xem cái súng zombie của mình nó bắn đây, súng bắn zombie đây, rồi xong. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã vượt qua cái khó khăn này rồi. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng up video mới hết, và mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ cho mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.